độ đồng đều về khối lượng, độ rã, độ hòa tan, cái đó là tiêu chuẩn đó. Đặc tính kỹ thuật mà chiều độ rã là nhiêu, độ hòa tan là nhiêu đó. Còn cái quy chuẩn kỹ thuật là gì? Là cái mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật đó, là những con số cụ thể đó. Ví dụ độ đồng đều khối lượng là một cái tiêu chuẩn và đặc tính kỹ thuật của nó, nhưng độ đồng đều khối lượng là cộng trừ 10%, cộng trừ 5%, thì cái đó là quy chuẩn kỹ thuật đó. Nghĩa là cái này là mức giới hạn, cô đánh tập lên đó, mức giới hạn. Còn cái kia là đặc tính kỹ thuật, anh nhớ nha. Khi mà nói về cái chữ quy chuẩn là người ta nói về con số nhiều hơn cái mức giới hạn của nó. Rồi, ban hành thì cái tiêu chuẩn nó do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản tự nguyện áp dụng. Thực ra là cũng bắt buộc là em công bố những cái chỉ tiêu, mà cái chỉ tiêu này á, nếu mà nó không đúng theo điều chỉnh và thiếu là người ta bắt em thêm, đúng không? Nhưng mà em công bố lên giống như là tự nguyện tôi sẽ áp dụng theo cái này. Còn cái quy chuẩn là gì? Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới dạng văn bản bắt buộc áp dụng, là con số mà cộng trừ 10, cộng trừ 5, rồi định lượng, hàm lượng của cái viên của em là 500mg thì em được phép là cộng trừ 5%. Đó, còn 300 dưới 300mg thì cộng trừ 10% vân vân. Cái đó là con số. Thế này hiểu được chưa? Quy chuẩn là nói về con số. Còn tiêu chuẩn là nói về đặc tính. Đó. Cái chỗ mà ban hành này nè, có nhiều em chưa hiểu đâu. Do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản tự nguyện áp dụng. Thật ra nói tự nguyện áp dụng chứ em nói mà thiếu á thì người ta cũng không chịu đâu, đúng không? Nhưng mà em sẽ công bố lên trong cái tiêu chuẩn cơ sở là tôi có những chỉ tiêu này 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 nè. Đó. Em thêm thì được, chứ còn em thiếu một cái chỉ tiêu thì ta cũng không cho ha. Thì đó là do em tự nguyện áp dụng. Em biết là người ta quy định rồi, em tự nguyện. Còn cái ban hành và quy chuẩn á, là nhà nước ta đã áp con số đó vô rồi. Tại sao? Người ta lấy rất nhiều ý kiến và người ta thử trên nhiều, quá nhiều lần rồi. Người ta thấy là nên cộng trừ 5 thôi. Mà em thấy cái viên nó càng, cái hàm lượng càng cao thì cái số trên là nó càng nhỏ, đúng không? Ví dụ viên 50mg thôi cho em cộng trừ 10, nhưng cái viên 500mg là cho em cộng trừ 5 thôi. Đó, đó là nhà nước đã công bố những cái quy chuẩn. Rồi, hoạt động trong cái lĩnh vực tiêu chuẩn là việc xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn, rồi đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn đó. Còn hoạt động trong cái lĩnh vực quy chuẩn là em áp dụng theo những cái con số người ta đưa ra, phải nằm ở trong đó. Nếu mà vượt ra ngoài thì coi như là không được. Ví dụ như nãy cô nói với em là có những cái tiêu chuẩn á, nó lấy cái định lượng á, thì lấy của Nhật Bản, đúng không? Tại vì nó rộng. Nhưng mà khi mà qua cái dự kiến Mỹ á, đòi hỏi của Mỹ thì rộng hơn, của Nhật Bản thì hẹp hơn. Nhưng khi anh làm cái rộng hơn của Mỹ, anh phải kèm thêm cái tạp chất liên quan, thì nó không làm. Nó nói là Nhật Bản không bắt buộc, nghĩa là cái nào dễ lấy thì không được. Vậy là không phù hợp. Đây là một cái quy chuẩn kỹ thuật nè. Về cái vanillin là một cái tán rượu mà mình sử dụng trong ngành rượu của mình cũng có đó. Vanillin là cái mùi thơm rồi vân vân ha. Thì em có nè, độ tan đó, nó cho là tan tốt trong cồn, rồi tan trong dầu. Điểm sôi cho con số cụ thể nè. Điểm chảy là cho con số cụ thể nè. Hàm lượng là không được thấp hơn 97% theo khối lượng vân vân. Đó, thì những cái độ tan, điểm sôi, điểm chảy, hàm lượng vân vân á là những đặc tính. Còn những cái nhà 285, 80, 81, 97 vân vân, cái đó là quy chuẩn đó. Nắm được chưa? Con số là quy chuẩn, còn những đặc tính là tiêu chuẩn. Rồi, bây giờ thì em hoạt động trong cái lĩnh vực tiêu chuẩn thì em phải phù hợp với cái quy cách. Thì phù hợp là sao? Để đánh giá cái sự phù hợp là việc xác định đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với đặc tính kỹ thuật và yêu cầu. Thì phù hợp là gì nè? Em phải được chứng nhận. Ai chứng nhận cho em? Đây là một cái tờ giấy chứng nhận nha. Rồi làm cách nào để em đạt được cái giấy chứng nhận này? Thì em thấy chỗ này nè, là qua test 3 ha, qua test 1. Rồi những cơ quan nào mà đi chứng nhận em được nè, đó là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất 2, 3, Trung tâm Kiểm định Công nghiệp 1, Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn khu vực 2, khu vực 3, vân vân. Đó, thì bây giờ cô giả dụ là em lấy cái qua test 3 nha. Qua test 3 là cái tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 đó. Em là một cái công ty dược phải không? Đó, em công bố cho người ta là tôi đã được hợp chuẩn hợp quy rồi. Đó là tại sao em mời một cái qua test, tức là cái trung tâm kiểm định đó, tới để mà soát xét lại
những công việc mà em làm về tiêu chuẩn và quy chuẩn, rồi kiểm định cái máy cho em luôn ha, hầu như chấm cho em vậy đó. Và qua test này ok, sau khi kiểm cho em xong rồi, qua test này nói là đạt là công bố hợp chuẩn hợp quy, thì nó sẽ cho em một giấy chứng nhận. Và cái giấy chứng nhận mà nãy cô cho em coi đó, đó là giấy chứng nhận, đúng không? Qua test rồi, vậy thì ai được quyền đi xác nhận em? Đó là những cái trung tâm kiểm định, đúng không? Nhưng mà trung tâm kiểm định này ai cho phép anh đi kiểm định? Đó thì là Tổng cục Đo lường Chất lượng. Mà Tổng cục Đo lường Chất lượng này thuộc về nhà nước. Vậy thì hiểu được chưa? Rồi, bây giờ một cái cụ thể là vậy nè. Ai cho phép em được là dược sĩ? Thì thầy cô của mấy em, đúng chưa? Thầy cô của mấy em sao cho phép được? Thầy cô của mấy em cho em thi, cho em học, cho em thi, em đạt được kết quả cho em qua, coi như chứng nhận về cái môn đó. Ít nhất là tụi cô cũng được quyền về cái môn kiểm nghiệm đối với mấy em, đúng không? Đó, và như vậy thì xác nhận là em đã qua được cái môn kiểm nghiệm. Vậy thì ai cho phép cô chính là cái quan test 3 đó ha, ai cho phép cô ngồi ở đây để mà giảng cho mấy em nghe kiểm nghiệm? Thì cái đó làm sao? Ông hiệu trưởng trường đại học Lạc Hồng, mà nói chung là nhà nước. Tại vì cô thi cái ngành đó, cô đậu ngành đó và cô đã được học đào tạo đời cái ngành đó, không? Thì coi như là Tổng cục Đo lường Chất lượng là chính phủ của mình ha, là cho cô một cái văn bằng vân vân đó, đã do cái công sức mình học rồi. Bây giờ mình sẽ làm cái contest 3 để mình đi công bố coi như là các em có đầy đủ đạt cái yêu cầu của môn kiểm nghiệm đó. Em hiểu là vậy ha. Như vậy thì qua cái nãy giờ cô nói với em hiểu như thế nào là tiêu chuẩn và quy chuẩn. Tiêu chuẩn là đặc tính kỹ thuật, còn quy chuẩn là những cái mức chỉ tiêu, mức chất lượng đấy. À, nói như thế. Còn em công bố hợp chuẩn hợp quy tức là em phải nhờ một cái chỗ khác để đi đánh giá em, và cái chỗ đánh giá em á, nó có được hợp pháp hay không, nó là do nhà nước trao cho. À, và em định tưởng mấy bạn cô ở làm cái khoa test 3 này có đi học không chết luôn, học nhiều lắm, có cái gì đổi là nó phải đi học liền để chi, để mới đi đánh giá được. Coi chừng là học trò đã đổi rồi mà cô giáo thì kiến thức không có đó. Ý là cô muốn nói là mấy em đừng tưởng là cô giáo mấy em ngồi cứ nhai đi nhai lại cái bài này, cô nói với em để viết một cái nghiệp vụ kiểm nghiệm á, coi cái văn bản này, coi cái văn bản kia, đừng có để học trò nó ra trường nói cô cái này xưa quá rồi, cô dạy cũ quá rồi, nó không được. Cho nên là khi mà lấy một cái tài liệu thì luôn luôn là có chua ở dưới là năm mấy, nếu mà nó mới hơn nữa thì phải cập nhật liền đó. Cho nên nó mới có những cái new á ở trong cái bài của em để mà sát. À, thì đó là những cái tiêu chuẩn và quy chuẩn. Bây giờ chúng ta qua tới cái bài mới, đó là phép thử đọc điều về hàm lượng. Bài ngắn thôi nhưng mà nó cũng có những cái ý nghĩa và em hiểu được rồi thì nó rất dễ, còn thôi em sẽ thấy luôn cùng ha. Rồi bây giờ bữa trước mình học phép thử độ đọc điều về khối lượng nè, cho cô hỏi một số cái em trả lời, cô bắt buộc em phải trả lời cho cô nghe, nhưng mà trả lời xem em có hiểu được cái câu hỏi không. Phép thử độ đồng đều về khối lượng của mình có mấy phương pháp? 4, 3, 4, 3. Mấy? Quên hết rồi. Mấy? 4 phương pháp. 3 phương pháp dành cho cái gì? 3 phương pháp đầu dành cho cái gì? Chế phẩm đơn liều, đúng chưa? Phương pháp thứ tư thì dành cho chế phẩm đa liều nha. Rồi câu hỏi tiếp nè, ba cái phương pháp đầu á thì cái phương pháp 1, phương pháp 2, phương pháp 3 đòi em sẽ phải sử dụng bao nhiêu đơn vị? 20 đơn vị, đúng chưa? Rồi cái bảng chênh lệch thì người ta đã có rồi đó, và em có nhớ cái cách đánh giá không? Không có quá 2 đơn vị nằm ngoài cái bảng chênh lệch cho phép, và không có đơn vị nào nằm ngoài cái khoảng gấp đôi chênh lệch cho phép, đúng không? Nhưng mà so với khối lượng trung bình, đồng ý chưa? Rồi, cô nhắc lại để mình qua bên đây đó. Cái phương pháp thứ tư là phương pháp dành cho chế phẩm gì? Đa liều. Ví dụ như thuốc mỡ, thuốc kem, thuốc gel rồi vân vân. Và em đã nghe cô định nghĩa đơn liều, đa liều là như thế nào rồi phải không? Cái phương pháp thứ tư đòi hỏi em sẽ sử dụng bao nhiêu đơn vị? 4. Mấy đơn vị? 4 hết rồi. Mấy? 5 đơn vị. Đúng không? 5 đơn vị. Và đánh giá như thế nào? Nếu lần đầu tiên mà 5 đơn vị đạt hết thì sao? Đạt. Rồi, lần đầu tiên có 1 đơn vị không đạt, thử lại. Ngoài cái khoảng chênh lệch cho phép, thử lại. Thì sao? Test lại. Thì sao? Test lại. Em sẽ phải làm thêm 5 đơn vị nữa. Và em phải đánh giá sang kết luận.
đạt, nếu mà năm đạt, năm đơn vị lần thứ hai phải đạt hết, đúng chưa? Đó, nếu mà có một đơn vị lần thứ hai không đạt thì sao? Không đạt, không đạt chứ không có thử lại nữa, đúng không? Đó, vậy thì em ok rồi ha. Nhưng mà lần thứ hai á, tức là cái đơn vị đa liều á, tức là cái phương pháp 4 á, thì em sẽ đánh giá trên gì? Trên lệch so với khối lượng, cái tiết khối lượng duyên nhãn, em hiểu không? Ba cái phương pháp đầu là khối lượng trung bình của đơn vị đó, đúng chưa? 20 đơn vị em cân đó là em lấy trung bình. Còn cái lần thứ phương pháp tư á thì là khối lượng duyên trên nhãn, tức là trên cái tuyết kem của ta ta ghi 1.5 gram 2 gram thì em lấy cái khối lượng đó em trên lệch, nắm được chưa? Vậy rồi ha, bây giờ mình qua, nhưng mà em thấy là gì không? Cái độ đồng đều về khối lượng á, thì nói chung là luôn cả dược chất lẫn tán dược luôn, bởi vì em bỏ lên cái cân em đâu biết dược chất là bao nhiêu, đúng không? Em chỉ biết là cái viên đó là 602, 601, 603, 600 là luôn cả dược chất và tán dược, cho nên độ đồng đều về khối lượng á, là không có nói riêng về tán dược mà nói luôn cả dược chất lẫn tán dược, ok chưa? Nghĩa là sao? Em không có định lượng gì hết, em chỉ cân và cân mà thôi nha. Bây giờ thì cô bên đó đó cũng qua bên đây phát thử độ đồng đều về hàm lượng nha. Thì cái này là phụ lục 11.2, phát thử độ đồng đều về hàm lượng của các chế phẩm đơn liều. Do đó phát thử độ đồng đều về hàm lượng không có chế phẩm đa liều đâu nha, đó, của các chế phẩm đơn liều dựa trên cơ sở định lượng hàm lượng hoạt chất của từng đơn vị. Có nghĩa là lần này là không phải em cân đâu, mà em định lượng luôn. Em định lượng bằng UV vis, hay em định lượng bằng SPLC, hay em định lượng bằng dụng độ thể tích đều được cả. Nhưng em đang đi định lượng đây. Rồi, dựa trên cơ sở định lượng hàm lượng hoạt chất của từng đơn vị để xác định mỗi hàm lượng riêng lẻ có nằm trong giới hạn cho phép so với hàm lượng trung bình hay không. Thì em sẽ xem ở đây nè. Em coi cái hình, cô cho em coi cái hình này sao. Lý do nhìn cái này nè nha, thì phát thử độ đồng đều hàm lượng là cái tiếng Anh của nó là contrast uniformity test. Em thấy là cái màu xanh này nè, xương á, màu xanh dương á là lactose, đúng không? Màu xanh lá cây á là aspirin. Đây là cái thị trường mà người ta đọc được trong cái nồi trộn đó nha. Em cho vô, em làm sao đó em trộn, em biết không, có nhiều khi cả 100 kg tá dược vô trong đó ha, và có 1-2 kg của hoạt chất thôi. Em làm gì làm không biết, mà miễn là nó đều hết. Chứ còn nó cái kiểu này nè, là chỗ này là aspirin nè, chỗ này lactose, khi mà chảy xuống cái chài để mà dập viên đó thì em lãng quản, em coi chừng là em uống lactose không, phải không? Rồi coi chừng là em uống aspirin không, bởi vì nó không có phân tán được hết, đúng chưa? Do đó cái độ đồng đều về hàm lượng ý muốn nói là anh bào chế có đều hay không. Một là tôi uống cái viên đó đúng cái lượng mà anh yêu cầu. Hai là tôi uống toàn tá dược không ạ. Ba là tôi dễ chết không tiêu rồi thì tôi uống toàn là dược chất, hiểu không? Đó, mà em biết nè. Đó, vậy thì cho cái hình ảnh này là cái hình ảnh quan trọng nhất đó, khi mà cái này là nói về tay nghề bào chế đó ha. Bào chế em có đều không, chứ còn độ đồng đều về khối lượng là nói về cái trang thiết bị, cái cối, cái chày của em á, dập nó có đúng hay không ha. Ta làm, em tưởng là có một cái công ty dược đó, tự nhiên nó làm với cái độ đồng đều về khối lượng là làm hoài không có đạt, thì người ta không hiểu được. Và cuối cùng thì có một người kỹ thuật viên đơn giản nói, cái này không phải tại mình đâu, cái này là tại cái chài cái cối đó. Đúng vậy, đưa một cái chài cái cối khác vô thì nó được, nhưng đưa cái bộ chài của cái cối của cái viên nó vô là nó không đều. Có nghĩa là sao? Là tại chài cối nó làm trên lệch nhau, nó không có đều. Em biết ví dụ như cái viên này dập xuống là tới cái viên kia, tới cái viên nọ liền, đúng không? Tất cả những cái cối chài đó nó phải mặc nhau hết thì ra cái viên nó mới ổn. Còn không thôi nó chỉ dít chút xíu thì cái viên nhỏ viên lớn ha, là không được đó. Rồi vậy thì phát thử độ đồng đều hàm lượng này là nói về tay nghề bào chế nhiều hơn nha, ha, để em trộn coi có đều hay không. Rồi giờ cô mới nói lại nè, phát thử độ đồng đều hàm lượng của các chế phẩm đơn liều. Tại sao không phải là đa liều? Tại vì uống vô nó có một lần thôi, đúng chưa? Nếu anh làm một cái, tôi chết rồi. Tại vì cái uống toàn hoạt chất không à, uống vô là không được rồi. Chứ không có nói là đa liều thì phân phối chỗ này, tôi lỡ tôi xức cái này rồi tá dược, thì chút nữa tôi xức cái promethazine cũng được, đúng không? Đó, hoặc là tôi uống, nói chung là không có sao cả.
nhưng cái này chỉ dành cho chế phẩm đơn liệu mà thôi, không có đa liệu đâu. Dựa trên cơ sở định lượng, phải nói rồi ha, hàm lượng hoạt chất của từng đơn vị để xác định mỗi hàm lượng riêng lẻ có nằm trong giới hạn cho phép so với hàm lượng trung bình hay không. Rồi, phép thử này không áp dụng cho chế phẩm đa liều nha. Đó chỉ là một lần thôi, uống hay là tiêm cũng được. Không áp dụng cho thuốc truyền tĩnh mạch không phân liều. Đó, tức là em truyền 500mg hay là 300mg, em truyền liên tục, vân vân. Ml. Chế phẩm chứa vitamin, nguyên tố vi lượng và các trường hợp khác được phép miễn trừ. Tại sao chế phẩm vitamin không chứa, không có thuộc về cái này? Em thường biết là em có cái viên vitamin acid ascorbic, vitamin C. Em có cái viên B1, đơn liệu mà. Nhưng mà em cứ tưởng tượng là vậy nè. Cái chỗ này nè, em uống toàn là B1 không nha, không có tái dược. Em uống quá liều, cái viên 100mg mà, em uống 500mg luôn. Thì những cái loại vitamin đó, nó có cái này nè. Em uống nó nhiều, nó không chết. Nó chỉ có thể gây ra cho em ngứa, có thể là em bị dị ứng thôi. Em hiểu không? Không có chết liền đâu, vitamin mà. Đó, do đó còn nguyên tố vi lượng thì sao? Ví dụ như em uống một viên là sắt nó quá nhiều thì em đi cầu lên không đi nuôi à. Ha, do đó là cái này không có độc tố gì trên đó, nó chỉ là hỗ trợ cho cơ thể. Do đó phép thử này nè, lỡ mà cái viên của em dập không có đều đó vitamin hoặc là nguyên tố vi lượng thì nó cũng không chết người ha. Như vậy thì những cái loại hình mà cái phụ lục mà phép thử đồ đồng đều hàm lượng đó, không dành cho chế phẩm chứa vitamin, dù cho nó nhỏ bao nhiêu em cũng không cần biết, vi lượng cũng không, và các trường hợp khác được phép miễn trừ thì khi nào có cái gì ta sẽ đề nghị thêm. Rồi, trừ khi có chỉ dẫn khác trong chuyên luận riêng, phép thử đồ đồng đều hàm lượng được tiến hành trên 10 đơn vị riêng lẻ lấy ngẫu nhiên, kết quả được đánh giá theo phương pháp sau. Vậy thì em thấy không, tiến hành là của cái đồ đồng đều hàm lượng là chỉ có 10 đơn vị thôi nha. Còn tiến hành đồ đồng đều khối lượng, phương pháp 1, 2, 3, 20 đơn vị. Phương pháp 4, 5 đơn vị. Nhớ chưa? Đây là những cái cơ bản trong kiểm nghiệm đó. Vậy thì đồ đồng đều về hàm lượng nha, em xin 10 đơn vị. Và em tiến hành riêng lẻ nha, em muốn gom lại đâu. Bây giờ cô mới nói khác nhau giữa cái gì đồ đồng đều hàm lượng này với định lượng. Định lượng là như thế này nè. Sau khi em làm thực nghiệm, trong kiểm nghiệm em làm thực nghiệm, em lấy 20 viên nén. Em làm cái đồ đồng đều về khối lượng xong rồi thì 20 cái viên đó em sẽ được nghiền chung hết 20 viên. Rồi em rút ra một cái lượng một viên tương ứng khi ta yêu cầu, đúng không? Ta biểu là rút ra một lượng một viên tương ứng với 500mg của paracetamol, đúng không? Mà cái viên của em khối lượng trung bình là 600, kể cả tác dược là 600, vậy thì em cân là 600mg, là trong đó có 500mg của hoạt chất rồi đó, hiểu được chưa? Mà cái điều quan trọng là gì? Là em phải nghiền chung 20 cái viên đó rồi em mới đem định lượng nha. Còn cái độ đồng đều này, hàm lượng nè, em đề nghị là xin 10 đơn vị, cô cho 10 đơn vị. Nhưng 10 đơn vị đó em đem định lượng riêng, không có trộn chung gì cả. Nắm được chưa? Rồi, đến như vậy, em định lượng riêng, em mới biết là anh dập viên như vậy nó có đều hay không. Chứ còn em định lượng riêng thì em biết là chứ còn em trộn chung là coi như lần đầu rồi, đúng không? Em không biết là cái viên nào nhiều, viên nào ít. Em định lượng riêng để em biết cái viên này toàn là aspirin không à, cái viên này toàn là lactose, định lượng không có ra miếng aspirin. Cái viên này nè, ít aspirin quá, cái viên kia aspirin hàm lượng gần như 100, em hiểu chưa? Đó, em định lượng riêng lẻ là như thế. Rồi, và cái này có trong bài thực tập của mấy em nha. Bây giờ cô mới bước vô nè, đây là cái phương pháp 1. Ở trong cái độ đồng đều hàm lượng nó có 3 phương pháp đó, và em sẽ xem những cái phương pháp này. Cái phương pháp mà 1 này là nó dành cho những chế phẩm gần như là của phương pháp 2 đó, của cái độ đồng đều khối lượng đó, tức là thuốc nam, thuốc bột không dùng pha tim, thuốc cốt, đúng chưa? Mấy cái này là của phương pháp 2 kỳ trước á. Nhắc lại một chút nữa đi, phương pháp 1 của kỳ trước là gì nhớ không? Viên nén, viên nén, viên thuốc đạ, thuốc trứng, đúng không? Rồi với lại thuốc giá, cao giá. Còn phương pháp 2 của kỳ trước là gì? Cái nào mà em để cân 2 lần đó mà được giảm là thuốc bổ, thuốc nam, thuốc cớm, đúng không? Đó, thuốc cớm mà không bao mà đơn liều. Còn phương pháp 3 của kỳ trước là gì? Là thuốc bổ, pha tim, đúng không? Cân 2 lần mà phải tháo nhãn, tháo nắp và cân thuốc tạp. Rồi, cô nhắc lại.
Còn phương pháp 4 là dành cho gì? Cái phần đa liều. Rồi không nhắc lại nha. Bây giờ phương pháp 1 của độ đồng đều về hàm lượng dành cho những chế phẩm mà gần như giống như là phương pháp 2 của kỳ trước là thuốc nam. Bộ không dùng pha tim, thuốc cốm. Rồi còn ngoài ra còn thêm một ít của cái phương pháp 1 kỳ trước là thuốc đạm, thuốc trứng. Ha. Khi mà biết như vậy nè, thì đầu tiên em làm gì? Em lấy từng viên, em đi định lượng. Được chưa? Em lấy từng viên, em đi định lượng riêng lẻ đó. Em sẽ có một cái giá trị hàm lượng trung bình. Sau khi em định lượng ra viên 1, viên 2, viên 3, viên 4, em chia cho 10, thì em được cái giá trị trung bình của 10 viên đó. Sau đó em lấy 85% của cái giá trị trung bình, rồi em lấy 115 của giá trị trung bình. Bắt đầu em đánh giá kết quả nè. Cô hỏi tới đâu em trả lời tới đó. Em làm trên mấy đơn vị? Mấy? 10 đơn vị. Đúng chưa? Em làm riêng lẻ hay em làm trộn lại? Riêng lẻ. Đúng rồi, em làm riêng lẻ. Cô hỏi tới đâu em tự trả lời tới đó nha, để em coi hiểu không. Rồi, sau khi em có cái giá trị trung bình của 10 viên riêng lẻ rồi đó, em lấy một cái giá trị nè, 85 với 115, được chưa? 15. Rồi, em lấy thêm một cái giá trị nữa là 75, 125 nha, của cái khoản đó. Bây giờ em đánh giá là đạt này. Cái này nó khó gì trước nha. Đạt không có quá một đơn vị có hàm lượng nằm ngoài cái giới hạn 85, 115. Được chưa? Không có quá một, tức là sao? Là không là một được không? Không. Không có quá một, tức là cho một không? Được. Cho không? Cho. Tức là không và một đó, đúng không? Nếu mà em bị không thì ok rồi, đúng không? Tức là toàn bộ em đạt hết. Còn lỡ có một cái giá trị mà nó lọt ra ngoài khoảng này nha. Rồi chưa nói hết, chưa nói. Không có quá một đơn vị có hàm lượng nằm ngoài cái giới hạn 85-115. Và không có đơn vị nào nằm ngoài cái giới hạn 75-125. Có nghĩa là thế mà có một cái đơn vị nằm lọt ra ngoài 75-125 là không đạt. Được chưa? Rồi bây giờ tiến hành nè. Nó còn cái thứ hai. Không đạt là có quá 3 đơn vị nằm ngoài giới hạn 85-115. Quá 3 có nghĩa là 3 được không? Được nha. 3 là coi như là còn có thể là được đó nha. Rồi, chừng nào là 4 trở lên là chắc chắn là không đạt ha. Rồi, hoặc một đơn vị trở lên nằm ngoài 75 tới 125. Có nghĩa là em giờ cái hạt ở dưới này nè, là hãy mà lọt ra ngoài 75 tới 125 là đi một đơn vị là tiêu luôn nha. Do đó mình chỉ cần để ý trên đây nè. Rồi, bây giờ nó cho cái thi lại. Thử thêm với 20 đơn vị nữa, mà cũng thử riêng lẻ nha. Nó 20 lần định lượng đó à, thử thêm với 20 đơn vị nữa thì đạt khi nào có 2 hoặc 3 đơn vị nằm ngoài, đúng không? Rồi, đạt khi thử lại là không có quá 3 trên 30 đơn vị nằm ngoài cái khoảng này. Rồi, bây giờ biểu diễn bằng cái sơ đồ. Hồi xưa cô học toán cho nên cô thích dạy cái gì mà nó có cái việc biểu diễn bằng sơ đồ thì em có thể dễ hiểu hơn. Bây giờ em trả lời cho cô vậy nha. Cô có cái giá trị trung bình sau khi định lượng 10 đơn vị riêng lẻ. Cô có giá trị trung bình của cái 10 rồi. Cô lấy 85% đây, 115% ở đây. Sau đó cô lấy thêm một cái là bao nhiêu? 75 và 125. Rồi, em trả lời cho cô ha. Cô đang làm cái này là tất cả là em trả lời cho cô. Cô đang làm 10 viên đầu tiên. 10 viên nha. Em trả lời cho cô là đạt, không đạt hay thử lại. Được chưa? Rồi. Không đạt. Không đạt. Đúng chưa? Tại vì có một cái viên này là nó lọt ra ngoài cái khoảng này rồi, coi rồi. Không tính nữa nha. Rồi. Đã không? Đã không? Đã không? Xin lỗi, đã không? Không phải có chết. Đã. Tại vì mới có một, phải không? Rồi. Xin lỗi nha. Tại vì cô lộn với cái gì. Bây giờ rồi, đang nói về phương pháp 1. Tại vì cô đang cái đầu của cô nó tới 3 phương pháp rồi. Mấy em mới có một thôi. Chứ nữa em quên rồi ha. Bây giờ đã không? Đã. Đã ha. Rồi. Đã. Không rồi chết. Thử lại. Thử lại. Nó có cái câu đó. Nó có cái câu là thử thêm với 20 đơn vị nữa khi có 2 hoặc 3 đơn vị nằm ngoài 85-115. Đúng chưa? Thử thêm thì em qua dùng cái chữ là cho học trò nó dễ, nó dễ lắm, là thi lại. Đúng không? Thử thêm với 20 đơn vị nữa
khi mà lần thứ nhất đó mình có hai đơn vị nằm ngoài cái khoản này, nhưng mà hai đơn vị này vẫn phải nằm trong cái đầu chỗ này nha. Hiểu được chưa? Cái này là ghi lại rồi này. Thử lại cũng được, được không? Chứ đừng ai nói đạt cho chưa, đạt thì chết á. Được chưa? Bây giờ nè, cũng lần đầu tiên không đạt, có bốn đơn vị là không đạt rồi. Vậy hiểu được chưa? Ha. Vậy là đạt khi có không quá một đơn vị, tức là lần này nè là đạt. Ok chưa? Rồi bây giờ thi lại nè, đúng không? Thi lại nè, rồi ao luôn nè. Đúng chưa? Rồi không có muốn cái thằng này mà mở có một mình cái thằng này thôi cũng là ao rồi. Đồng ý chưa? Đó là phương pháp một. Thì dành cho những cái sản phẩm nào, là những thành phẩm nào, những cái dạng mà thuốc bổ, thuốc cớm, thuốc ngang là cái phương pháp 2 của kỳ trước đó. Trứng. Với lại thêm thuốc đạt, thuốc trứng nha. Nắm rồi chưa? Rồi. Nắm rồi ha. Và bây giờ đánh giá, thi lại. Em cho ta thi lại rồi đánh giá chứ. Nãy giờ em đánh giá chỉ có lần 1 thôi. Bây giờ đánh giá trên tổng số là 30. Thì em thấy cái câu là gì? Là cho đạt khi thử lại nè, không quá 3/30. Nãy là 10, em thi lại thêm 20 nữa, thì em cho tối đa là 3 thôi. Tức là không quá 3/30 đơn vị nằm ngoài cái khoảng 85-115. Còn cái ở dưới đây thì không nhắc nữa nha. Chỉ có cần một cái lọt ra khỏi 75-125 là đã out rồi, hiểu không? Rồi, không quá 3/30 đơn vị nằm ngoài cái khoảng 85/115. Giờ câu hỏi là, lần thứ nhất em bị hai viên rồi. Đó, lần thứ nhất mà đã vậy rồi nè, thì em sẽ đi lại. Rồi, lần thứ hai 20 viên, cho em cho thêm mấy viên nữa. Tổng cộng là được 3/30 thôi. Đúng chưa? Lần thứ nhất mà tôi đã lỡ mất hai viên rồi, thì lần thứ hai mà làm thêm 20 viên là chỉ có một viên nữa thôi. Một viên được out ra khỏi khoảng 85/115, hiểu chưa? Rồi, lần thứ nhất mà em bị vậy thì sao? Thì hai được viên sau đấy sao? Phải đạt hết. Đúng chưa? Rồi, còn gì nữa không nha? Lần thứ nhất mà anh vậy nè, thì sao? Đạt rồi. Thử hoài à? Thử hết thuốc thôi. Em đi đạt rồi ha. Thử cho hết thuốc thôi ha. Vậy được chưa? Vậy em thấy là em nhớ cho khi mà thi lại là không có quá 3/30 lần thứ nhất của mình mà lỡ hai rồi đó, đúng không? Thì lần 20 viên sau là chỉ cho có một nữa thôi, cộng sao lại 3/30. Nắm được chưa? Đây là phương pháp 1 nha. Rồi, dành cho thuốc nan, thuốc cốt, thuốc bột ha. Rồi với lại viên đạn trứng. Rồi, dễ ha. Qua tới lần thứ hai là so sánh. Tới phương pháp 2. Đây là cái bảng mà cô vẽ cho nghe đó. Tức là đây là cái hàm lượng trung bình nè, 85/115. Cô phải hỏi thêm với em một câu là cái hàm lượng trung bình này là em lấy từ đâu? Là lấy 10 viên cộng lại chia ra 10. 10 viên hồi nãy mà 10 cái đơn vị đó mà em làm nhớ sao? Cộng lại. Em làm riêng lẻ. Riêng lẻ. Em mới có được, đúng chưa? Em làm riêng lẻ nha. Chứ không phải em trộn lại đâu, em trộn lại là xong hết rồi đó. Không có được. 10 viên em làm riêng lẻ. Rồi em mới đánh giá. Rồi sau đó thì cái này em thấy là nó đạt nè ha. Tức là không có cái đơn vị nào. Đó, rồi còn cái này là 4 đơn vị, đúng không? 4 đơn vị của cái lần thứ nhất là em là không đạt rồi. Rồi sau đó là em có thể là em đánh giá thêm cái này là không đạt khi có một đơn vị này nè, nằm ngoài cái khoảng 75/125, đúng chưa? Còn cái này nè, em sẽ cho phép là thử thêm 20 đơn vị khác nếu mà con số ở đây là 2 đơn vị hoặc là 3 đơn vị. Ok chưa? Đó, vẽ vậy là hiểu ha. Đó, và khi mà em cho thử lại thì em phải đánh giá con ta đạt hay không. Đó, nếu mà 3/30, tổng 3/30 của đơn vị nằm out ra ngoài cái này thì ok. Và nhắc lại một lần nữa, mà em cứ nói là cô nhiều chuyện nhắc hoài, một cái đơn vị mà out ra khỏi 75/125 là đi luôn ha, một cái thôi. Rồi, phương pháp hai dành cho cái gì? Nén. Đó, viên nén với bột pha tim, hỗn dịch để tim. Thì cái này nó em sẽ trả lời cho cô là gắt hơn hay là dễ hơn phương pháp một nha. Rồi cũng có nè, cái giá trị của hàm lượng trung bình là 85/115. Thì mình cũng làm y chang như nãy vậy đó. Mình lấy 10 cái đơn vị làm riêng lẻ, đạt
khi hàm lượng của từng đơn vị nằm trong cái giới hạn 85-115. Hàm lượng của từng đơn vị phải nằm trong. Rồi, vậy thì có cho là một đạt như nãy không? Không. Rồi nha. Rồi, không đạt mà. Nếu có quá một đơn vị có hàm lượng nằm ngoài giới hạn 85-115, có nghĩa là hai đơn vị thì sao? Không đạt. Hai đơn vị thì sao? Không đạt. Không đạt rồi. Một đơn vị thì sao? Đạt. Sao? Thử lại. Đạt ngoài rồi. Không đạt. Một đơn vị thì thử tiếp. Nha. Đó, cho đó em nội em thấy á, chị cái phương pháp mổ hồi nãy đó cho mình á là hai hoặc là ba đơn vị ao ra ngoài 85-115 mà vẫn cho mình thử lại, đúng không? Còn cái phương pháp hai này nè, chỉ có một đơn vị ao thì cho thử lại, hai đơn vị là đã rớt rồi. Vậy thì cái phương pháp một với phương pháp hai, phương pháp nào chặt chẽ hơn? Hai. Cái đó dành cho thuốc bột pha tim đó là đúng không? Đúng không? Đó, ai có còn nhớ cho cô thuốc bột pha tim bao nhiêu thì phải dùng làm cái độ đồng đều hàm lượng không? Chị trước có mấy cân số đúng, nhưng mà nói vậy là chưa có kiểm nghiệm đâu, phải bằng hoặc nhỏ hơn cũng 10 là bắt phải làm độ đồng đều về hàm lượng này, còn lớn hơn thì anh có quyền làm độ đồng đều về khối lượng. Ok chưa? Đó, cho nên em nói, em thấy cái thằng kiểm nghiệm không, thằng tỉ mỉ đó ha. Cho nên cái thằng kiểm nghiệm nó khó chịu là vậy đó. Chấm điểm mà nó thấy một cái xóa một cái trừ điểm, xóa một cái trừ điểm. Rồi, rồi giờ tiếp với em nha. Rồi không đạt ha, thì khi mà nếu có quá một đơn vị ha, tức là hai trở lên là em không đạt rồi, thử thêm với 20 đơn vị nữa. Rồi, và em hàm lượng của một đơn vị nằm ngoài đó, khi mà hàm lượng của một đơn vị nằm ngoài 85-115 thì em thử thêm nha. Rồi, đạt khi thử lại là tổng số 1/30 đơn vị nằm ngoài, tức là chỉ cho một cái lần đầu thôi, còn 20 đơn vị của kỳ 2 là phải đạt hết. Được chưa? Rồi, chuẩn bị tinh thần làm bài tập. Cô nói, cô viết xong cô nói phương pháp 1 hay phương pháp 2 nè, em phải làm cho nó rõ nha, là đạt không đạt thử lại. Ví dụ, phương pháp 2. Phương pháp 2, không đạt, thử lại. Thử lại hay sao? Thử lại. Ủa, cô nghe nha. Cái gì? Thử lại. Cô thấy cái miệng của em đang nói là không đạt nữa. Cô nói vậy nè, phương pháp 2. Thử lại. Phương pháp 1. Đạt. 1. Không đạt. 2. Không đạt. Nào ra quá dễ phải không? Rồi. 1. Đạt. Anh 1 hơn lại. Nào mà đạt rồi đó. Nào mà nó chỉ đạt rồi đó, mình bị lại. 1. Thử lại. 2. Không đạt. Rồi. 1. Thử lại. 3 viên mà thử lại. Lắm học trò chứ phải lắm thầy, lắm học trò nhiều hoa. Rồi mấy mất mình bị bả chưa nè. Này là 1 làm sao? Ừ. Rồi 2. Không đạt. Vậy được chưa? Vậy là hiểu rồi phải không? Rồi, hiểu rồi, thân là bài tập dễ quá. Rồi. Bây giờ qua tới cái cuối cùng nè. Đây là cái mà chuẩn vẽ cho mấy em giống như nãy đó. Em coi ha. Phương pháp 3. Phương pháp 3 thì nó có cái này nè, là dành cho thuốc gián hay là dành cho thuốc gián, thuốc hấp thu qua da đó, thì mình lấy giá trị hàm lượng trung bình của 10 đơn vị. Em cũng thử trên 10 đơn vị riêng lẻ giống như là em đã làm trên các đơn vị mà đi ném ra vậy đó. Rồi em đánh giá đạt làm sao, em thấy nó hơi khác mà. Hàm lượng trung bình của 10 đơn vị nằm trong giới hạn từ 90-110% hàm lượng ghi trên nhãn. Em có cái thuốc gián rồi, nó có cái hàm lượng ghi trên nhãn rồi, đúng chưa? Em tiến hành riêng lẻ từng cái. Rồi em có cái 90-110% là hàm lượng ghi trên nhãn, được chưa? Nghĩa là hàm lượng ghi trên nhãn có rồi, em lấy ngay cái này nè, 90-110 là em có khoảng. Sau đó đó em lấy 10 miếng thuốc gián đó, em định lượng riêng từng cái, em đánh giá đạt là hàm lượng trung bình của 10 đơn vị nằm trong giới hạn từ 90-110 hàm lượng ghi trên nhãn, hiểu được không? Nghĩa là cái hàm lượng ghi trên nhãn này em không có làm,
em lấy cái 90 tới 110 đó, cái khoảng đó, rồi sau đó em làm từng cái, rồi em lấy cái hàm lượng trung bình của 10 đơn vị đó, coi nó có lọt vô trong 90 tới 110 hay không. Hiểu được chưa? Em ngồi suy nghĩ nha, cách làm của cái này khác à. Ha? Cái kia làm sao? Em lấy 10 đơn vị, em bỏ vô trong 10 cái event em làm, sau đó đó em mới có cái hàm lượng trung bình của 10 đơn vị đó, em mới đến 85 với 115. Đúng chưa? Rồi, cái này khác. Cái này là như vậy nè, em có cái hàm lượng ghi trên nhãn rồi, em lấy 90 với 110 để em khỏi phải làm gì trên á. Công việc của em là làm gì? Em làm định lượng trên 10 đơn vị, em lấy trung bình của 10 đơn vị đó, em xét với cái số này. Hiểu không? Đó, cô nói rõ ràng như vậy á, mà đến chuyện làm mấy em cũng làm sai đó. Em làm nó bài tập em làm sai đó. Rồi, và có câu này thì mình cũng nên đọc qua nhưng cũng không cần để ý đâu. Em mà lọt ra ngoài khoảng 75 tới 125 thì nó đạt. Nha. Đương nhiên là những cái đơn vị đó nó phải nằm trong cái khoảng 75-125 để lọt ra ngoài khoảng này là không đạt. Bằng trở lên là không đạt rồi. Được chưa? Vậy thì cô đã nói với mấy em là cái chỗ mà mức dán nó hơi khác một cái. Là cái mà trung bình 90-110 em không cần làm đâu. Em coi trên nhãn á, xong rồi em lấy 90-110. Rồi cái nhiệm vụ của em là định lượng. Định lượng xong rồi em lấy hàm lượng trung bình của cái đó, em xét và nó có lọt vô 90-110 hay không. Ok chưa? Và cái này chỉ dùng cho giá. Rồi, vậy thì trong những cái phương pháp độ đồng đều về hàm lượng thì cô tóm lại là gì nè? Em sẽ làm trên chế phẩm đơn liều nha, không tính tới đa liều đâu nha, đơn liều. Do đó những cái dạng như là siro, thuốc mỡ nó không bao giờ đụng tới, đúng không? Rồi thứ hai là dạng rắc hay là hỗn dịch. Lý do tại sao dạng rắn chứ còn dạng lỏng người ta đưa vô một cái nồi, người ta pha chế, người ta pha trộn rất là đều, vâng, siro ta pha rất là đều rồi, chỉ có dạng rắn là thì em cho vô một cái nồi tá nhiều với là nhiều chất em trộn, có nhiều khi nó dính, nó không có đều là vậy nha. Cái nữa là vitamin không làm nguyên tố vi lượng không làm, rồi ngoài ra có một số trường hợp miễn trừ đó thì không làm. À, rồi giờ cô nói vậy đó, vậy mà tính trình cô cho những câu trắc nghiệm á, là có những cái loại siro gì đó, cái em cũng phóng vô em làm độ đồng đều hàm lượng. Siro không bao giờ làm độ đồng đều hàm lượng, lỏng mà, đúng chưa? Cũng dễ hòa tan. Thuốc tiêm dạng dung dịch cũng không có làm đâu, nha. Chỉ có thuốc tiêm dạng bột. Em thấy không? Bây giờ là cái phương pháp hai đó, viên nén là đó. Cái nào mà dạng nắm mà khó trộn thì sẽ làm, và nhất là đơn liều, được chưa? Đó. Đến nỗi em còn lộn luôn cả cái thuốc mỡ benzosali cũng làm luôn. Thuốc mỡ là đang liều mà đâu có làm chi. Rắn dạng hỗn dịch, vitamin cũng tốt. Và ý nghĩa của cái độ đồng đều về hàm lượng là kiểm tra về cái bào chế. Còn ý nghĩa của độ đồng đều về khối lượng là kiểm tra về cái thiết bị. Kiểm tra về thiết bị mà để cho mua đóng gói. Vậy là xong cái này nha. Rồi bây giờ mình qua một cái bài khác, đó là bài rồi thôi nghỉ 4 phút đi, nghỉ 4 phút em giờ để mà giải nghiệp cho em chứ.